Cháu cho Long xin mời chào toàn thể quý anh chị mình nhá. Hôm nay buổi tối chủ nhật nha quý vị, ngày 26 tháng 3 thì Long chia sẻ một cuốn video tại vườn em trai hữu tâm này, chắc cũng khá lâu lắm rồi đấy Tâm ha. Dạ. Nay Long mới quay trở lại đây để chia sẻ với quý anh chị mình một số tác phẩm cây bonsai. Chúng ta cùng ngắm, cùng giao lưu với nhà vườn của em trai hữu tâm quý vị nhá. Dạ, rồi em chào anh Long và chào tất cả các anh chị em ạ. Thì hôm nay em quay tổng quan cái khu vườn mới. Thì giới thiệu với anh em mình là cái lô tùng la hán ghép kim cương, với lại bên đây là kim cương rin. Thì cũng hôm nay lưu bu làm cải tạo khu vườn nên là hôm nay mới hoàn thiện nên là quay giao lưu với anh em. Thì cây này là cây số 1 đi, là số 1 ha. Dạ, la hán ghép kim cương, tùng la hán ghép kim cương quý vị. Dạ. Nhá, nhưng mà cây nó cũng khá lớn đó quý vị. Dạ đúng rồi, cây tầm khoảng 2 người bê. Cây này thì bể đế đồ khá đẹp, cây này sạch không trái, cây mặt số 1 luôn ha. Dạ. Có ghi sổ đấy luôn quý vị này. Dạ. Thì cái bầy này á, là em còn tầm 30 cây. Là cái bầy ghép. Để đẹp, đẹp ha. Dạ, còn cái bầy riêng thì em còn 15 cây. Rồi, để em đo thử cái thông số cho anh chị em mình luôn. Thì cái bầy ghép này á, thì giá nó dao động tầm khoảng 18 triệu cho tới 25 triệu một cây. Còn rồi, thì cái này cái hoành thân của nó ngang vị trí này là 40. Hoành thân của nó là 40 cm. Dạ, cao từ mặt chậu lên của nó là 90. Cao lên là 90. Và ngang tàn của nó như thế này là 1m1. Ngang tàn là 1m1 ha. Dạ, thì cái này giá em xin giao lưu với anh chị em mình á là 25 triệu ha. 25 triệu cho một em tùng la hán ghép kim cương. Cái này thì ghép chắc cũng được 4-5 năm rồi ha. Dạ đúng rồi, tầm khoảng 5 năm tới 6 năm. 5-6 năm. Dạ, cái mắt ghép của nó là tầm khoảng ngón chân cái luôn rồi. Đây, những cái mặt cắt nhỏ nhỏ thôi quý vị ha. Dạ. Mặt ghép này to. Ở trên này thì cái mặt cắt thì nó đang còn cuộn mép ha. Dạ. Nhìn thấy rõ ha. Đây, cây thì được nhà vườn chỉnh chu rất là mượt mà đó quý vị ha. Cái vàng mâm nó rất là dày à. À. Giờ chỉ chờ đơm đọt non lên chơi thôi. Nhiều, nhà vườn thì còn nhiều cây lắm. Dạ. Quỳnh Chí Minh này cái bầy ghép này á. Dạ, cái bầy tùng ghép này là còn 30 cây. 30 cây ha. Dạ, còn cái bầy tùng rin này thì còn 15 cây. Bầy tùng rin là 15 cây. Dạ. Bầy tùng rin này thì giá nó là 14 triệu một cây. 14 triệu ha. Dạ. À, để em cũng đo thử cái thông số cái này cho anh chị em mình tham khảo ha. Này được cái củ nó nở. Ừ. Hoành nó ngang đây là 28. Hoành 28. Cao từ mặt chậu lên là 95. Cao lên là 95. Dạ, và ngang tàn của nó là 70. Ngang tàn là 70 ha. Dạ, thì giá là 14 triệu một cây. Đây thì còn được 15 cây nhỏ, 15 cây rin. 15 cây kim cương rin ha. Dạ. Thì coi như cây này cây mã số 2 đi. Dạ. Cây đại diện này đi. Dạ. Còn bầy này thì còn nhiều quý vị ha. Dạ, nói chung thì nét thân nó giống giống nhau không à. Ừ. Còn anh chị em nào mà có cần chi tiết cụ thể thì cứ liên hệ với Zalo đi, em có video từng cây hết. Em video thông số từng cây em gửi qua cho anh chị em mình tham khảo sau. Cho anh chị lựa chọn ha. Dạ. Ở đây thì cho cây này là cây số 3 đi. Số 3 đi. Dạ. Hán. Cùng là hàng là hàng ghép kim cương. Dạ, ghép kim cương. Nguyên cái vàng bên đây là hàng ghép. Hàng ghép hết. Dạ. Con này thì nó còn một cái bề để nó led cái. Dạ. Gì nè. Cây đường thân rất là đẹp luôn. Ừ. Cái này nó bị mất miếng dai cộng rễ này thôi. Nó cuộn mép như vậy ok. Dạ. Rồi em ha. Còn đường thân thì sạch, đường thân không bị gì hết. Ừ. Nó led nè. Dạ. Đây cùng tâm ngọn chân cái. Dạ. Cái này cũng ghép từ cái mua 4 năm mua không nè. Dạ. Thì nguyên một bầy nó với ghép cùng một thời điểm. Hoành cái này là 30. Hoành thân của em nó là. Đó. 30 cm ha. Dạ, eo ngang đây. Ừ. Là 30. Cao từ mặt chậu lên của nó là 90. Cao lên là 90. Dạ, và ngang tàn của nó là 1,5 m luôn hết thước. Ngang tàn là 1,5 m. Dạ. À cùng 25 triệu hay sao? Dạ cũng 25 triệu anh. 25 triệu ha. Dạ. Cho một em tung la hán ghép kim cương. Dạ. Thì nói chung cái bầy này thì được cái là cái phơm tàn nó dày. Ừ. Vậy anh chị em mình chơi liền, cắt tỉa theo chơi liền. Phơm tàn dày mịn. Dạ. Cây thì cũng có nét. Mỗi cây mỗi dạng thế, nói chung. Dạ. Nhiều lắm quý vị ha. Dạ. Mình quay đại diện hai cây về thôi. Dạ. Vậy anh chị nhìn thấy này. Rồi để em đo thông số cây này cho anh chị em mình luôn. Cây này là 18 triệu nè. Do cây này 18 triệu ha. Dạ, do nó lũa nhiều. À nó bị nhưng lũa. Nhưng mà nó cũng xăm mạnh. Thì những cây mà nó lũa thân nhiều vậy thì giá là 18 triệu. Xem như cây mã số 3 đi ha. Dạ. À, cây này số 4. Ở đâu? À, số 4 rồi. Dạ. Mặt đế ok mà ha. Dạ, đế thì ok cho nó bị phần đó thôi. Ừ. Hoành của nó là 42.
18 triệu cái này. Dạ. 42 cao lên là 85. Cao lên là 85. Dạ, và ngang tàn của nó như thế này cũng là 1,5 m, hơn 1,5 m luôn. Cái này nhìn form tang thông thoảng, ngay anh chỉ cần nó đi điều cái vị này. Dạ. Nhưng mà tiếc rằng nó bị lùa, nhưng mà bị lùa thì giá trị của nó cũng có xuống một chút rồi. Dạ đúng rồi. Là 18 triệu. Dạ. Giá này là mình bảo là bao ship bao chậu hết rồi. Dạ, bao ship bao chậu. Đây. Làm từng mắm tàn rất là mịn màng như thế này đó quý vị ha. Dạ. 18 triệu. Như cây này nhỏ nhỏ mà nó xinh. Đường thân nó co gắt. À. Nhỏ mà duyên cây. Dạ. Như cái này là bao nhiêu tiền? Dạ, như cái này 20 triệu à. 20 triệu hả? Dạ. Cũng là lá hạ ghép kim cương. Nhưng dạ, mà đường thân con nó đi khéo lắm quý vị này. Dạ, đường thân co này. Cây không ngàm luôn. Không ngàm, không vế bổ dạ gì hết. Dạ. Cái này là cái ngay bản thân từ nhỏ nó đã được tạo tác rồi. Sau đó mình ghép kim cương quý vị. Dạ. Nhìn đường thân nó đi rất là uyển chuyển. Nhìn cái tông cây nó duyên cây ghê không? 20 triệu hả? Dạ, rồi để em đo cái thông số cho anh chị em mình tham khảo luôn. Số 5 em nhỉ? Dạ, số 5. Hoành của nó là 27. Hoành thân của em nó là 27 cm. Cao lên 70. Cao là được 70. Dạ, và ngang tàng là 1,3 m. Ngang tàng 1,3 m. Dạ. Giá là 20 triệu. 20 triệu cho em tung là hàng ghép kim cương cái mã số 5 như thế này. Dạ. Rồi còn sẵn đây thì giới thiệu tới anh em mình cây nguyệt quế nó sẵn muôn chùm luôn. Còn đây form tàng thiên nhiên. Dạ nha. Dạ, cây này em mới vừa lên chậu em cắt bớt lá vô và đang chuẩn bị lên đọt non. Ừ. Cái này tầm khoảng 20 ngày nữa là nó theo hoa luôn. Cái to lắm quý vị nhá. Dạ, to. To luôn á. Dạ. Mà bề đế con này thì cũng phải bàn cãi nó. Dạ. Anh chị mình có thể mình ngắm nhìn bông. Bề đế của nó. Nhìn nè. Nguyệt quế mà có cái bề đế như thế này thì nó cũng quý rồi quý vị ha. Và cây to này chứ. Cây này là nó nằm chậu là 80 m2. 80 m2 hả? Dạ. Đây, 80 m2 là lọt lòng luôn. Ừ. Và chị mình có thể hình dung là cây nguyệt quế nó to lớn như thế nào. Dạ. Bề đế quá trời bề đế. Tàng này thì nó phải 2 mét mấy. Dạ đúng rồi. Tàng này tầm khoảng 2,5 m, 3 m. Cây lớn mà. Cây này xem như cây mã số 6 để dạ chị mình có thể mình hoành của nó ngang đây là 82. 82 hoành. Dạ, thì cao chắc cũng tầm khoảng 1,5 m á. Cao lên khoảng tầm đó ha. Dạ. Tầm đó về hơn á. Dạ, tầm khoảng 1,5 m ăn lên. Đây. Dơ thẳng thước luôn. Tầm khoảng 1,5 m. Thì như giá cây nguyệt quế này là giá của nó là 75 triệu. 75 triệu ha. Dạ. Cho em nguyệt quế cây mã số 6 nhé quý vị nhá. Quý anh chị mình lưu ý nhá. Cái này là cây lớn 82 hơn lần á. Dạ. Thì cây này ngang đây nó có mất miếng da nhỏ ở đây à. Còn ngoài ra nó sạch sẽ hết. Đây là cái da chi cân này quý anh chị thấy này. Nó da gần như những cái mặt thèo này là nó cuộn này. Ví dụ mặt thèo này là cuộn hết 100% luôn này. Mặt thèo bên này con. Bên này thì nó bị tụt bằng da khoảng gang tay. Dạ. Như cái này thì về anh chị em nhìn mơ chiều chỉ cắt tỉa hay con nếp này chơi thôi. À. Không còn kém nữa. Đâu còn gì nữa đâu. Dạ. Form tàn được thử là cứng ngắt hết rồi. 75 triệu hả Tâm ha? Dạ. Cái lớn. Rồi anh chị có thể ngắm tổng thể là em nguyệt quế này. Dạ. Còn khu bên đây còn một số cây tùng. Với lại nguyệt quế cũng to to. Thì bày nguyệt quế này em còn được 4 cây. 4 cây nguyệt quế như thế này dạ hả? Cái này thì cái đường thân cũng rất là duyên cây luôn. À. Dạ. Mà cái to thì nhá. Dạ. Bên đây thì có một số tùng gốc Đài Loan mà ghép kim cương. Đây. Cái này là Đài Loan ghép kim cương. Cái này là cái nhập luôn hả Tâm? Dạ. Đài Loan ghép kim cương nhé quý vị, cái lớn nhá. Đài Long đi cái hướng bên này cho anh chị mình ngắm này. Đài Loan này, Đài Loan xin nhập cái này là cây nhập khẩu về luôn đấy. Cái này hoành của nó ngang đây là 52. 52 hoành. Dạ. Cao từ mặt chậu lên là 1 m. Cao lên khoảng 1 m. Và ngang tàn của nó là 1,5 m, hơn 1,5 m. Hơn 1,5 m đó. Dạ. Thì những cây này thì giá của nó là 190 triệu. 190 triệu một cây hả? Dạ. Cái mã số 7 đi, lại một cái đại diện thôi. Dạ. Có một số cái nói chung là vườn thì tung Đài Loan ghép kim cương. Dạ, đa số tùng thì nhiều. Là cũng trong vườn Long Thầy nó cũng 5-6 cái gì đó ha. Dạ đúng rồi. 190 triệu một cây hả? Dạ. Đài Loan Rin em cũng có luôn nữa. Ừ. Dạ. Thì sẵn đây thì quay cái tùng lớn này luôn.
Tùng lớn đế này đẹp. Tùng lớn dạ. Này là tùng La Hán mà số 8 đi. Dạ. Cái lớn quý vị nha. Cái này chiều cao nó tầm khoảng 1m8 á. Ồ, cái hướng này nó hơi bị ngược sáng này. Dạ. Để quay cho anh chị mình ngắm cái bộ form tang của cái này. Cái này hoành của nó là 85. 85 hoành. Dạ, thì nó cao tầm khoảng 1m8. À. Và ngang tàn của nó là tầm 1m7. Để quay cái bộ phần để cho anh chị mình dạ. Ngắm trước. Thì như cái này á, là giao lưu với anh chị em mình là 140 triệu nè. 140 triệu hả? Dạ, là luôn chậu. Đâu chậu bị tàu. Cháy tuột chỗ nào đâu. Dạ không anh, cây sạch. À, bao nhiêu hình này đó, bao nhiêu hình nhỉ? Dạ 85. 85 hình. Dạ. Không có cháy tuột chỗ nào hết. Ừ. Cây cũng để sạch đây. Luôn, không có ngạp. Và cái mặt cắt cũng còn rất là nhỏ nha quý vị nhá. Dạ đúng rồi. Này, mặt cắt này. Còn chút chút mặt cắt thôi à. Đã ha. Con này như kiểu phóng tránh luôn. Nó hơi bị ngược sáng quay ở trên không có rõ lắm quý vị dạ. Nhá. Cái này tầm khoảng 20 ngày nữa đơm lọc lên nhìn mới đẹp. Ừ, nó đơm lọc lên nhìn mới đã. Dạ. Rồi thì ngoài ra các mặt hàng tùng thì em còn nguyệt quế, mai xuyến thủy đồ cũng khá nhiều. Đó. Anh em có cần cái mặt hàng như thế nào thì cứ liên hệ trực tiếp đi rồi em sẽ quay video cụ thể rồi em báo giá cho anh chị em mình luôn. Ừ. Thì cái này cũng là tùng La Hán ghép, ổ tùng Đài Loan ghép. Dạ. Trung bày. Đó. Ngoài đây thì cũng có một cây tùng trái nè. Cũng trải giang dạ, hồ ha. Dạ, em mới cắt tỉa thì hôm nay nó cũng đã đơm lọc lên hết rồi. Cây đổ rất là đẹp. Con này thì đổ đẹp luôn rồi. Dạ. Co sẹo tích đồ nó liền, không có cháy tuột chỗ nào hết. Không hề bị cháy tuột chỗ nào quý vị nhé. Dạ. Cây có đồ con này khéo lắm. Hoành của nó là 52. 52 bên hả? Dạ. Cao lên là 65. Và ngang hết tàn của nó như thế này là 1m25. Để làm quay cái gồng đồ của nó. Dạ. Đây anh chị có thể nắm nhìn cái gồng đồ của cái tùng này nhé. Gồng đồ khéo. Co gắt. Cái mặt số 9 để anh chị mình nhớ cái số thứ tư có thể mình tìm hiểu về nhà vườn để mình giao lưu nhé quý vị. Dạ. Thì cái này cũng xin báo giá với anh chị em mình luôn là 280 triệu. 280 triệu ha. Dạ. Tùng đồ. Con này đổ khó chịu nhỉ. Dạ. Mọi cái tùng con này đổ kiểu này là khó làm lắm quý vị ha. Dạ. Rồi thì bên đây còn được mặt số 9 nha quý vị. Dạ. Hai cái tùng lớn với cái đồi này là tùng Đài Loan Rin. Cái nào là đôi tùng nào là đôi rin luôn hả? Dạ đôi rin, cây rin Đài Loan Rin. Còn cặp này là La Hán. Cặp này thì cũng phải bàn cài nữa rồi ha. Dạ, tốt quá trời tốt luôn. Còn này, cặp này thì kinh điển luôn rồi. Dạ, cái này thì chưa có không cắt tỉa lại thì nó nhìn mê tê. Dạ, nó mới rõ cây. Cặp này thì giá trị rồi quý vị ha. Dạ. Bên này cây nữa quý vị. Dạ, cây to. Cái này hoành cũng lớn lắm. Đây, hoành ngang đây nó 90 nè. 90 hoành. Dạ, hoành 90. Bắp đuôi của nó này. Bắp đuôi của nó ngã người bắp đuôi mình đó quý vị. Dạ. Đây sẹo nó liền hết. Mặt theo này mà hết luôn ha. Dạ. Ghê. Cái đó thì hoành 90. Cái nào để cũng đẹp luôn chứ. Cái này hoành 88. Cái đó là 88 hoành. Dạ. Ghê ha. Cái này thì anh chị em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại đi em báo giá cho. Ừ. Ok. Cái dạ. Này thì mấy cái đôi tùng Đài Loan quý vị ạ. Dạ, Đài Loan Rin. Cây bay có, cây trực có. Những cái này đôi tùng luôn quý vị hả? Dạ, hoành nó cũng lớn. À. Đây, để anh đo thử cái cây cái này cho anh chị em mình tham khảo luôn. Cái này là hoành 68. 68 hoành hả? Dạ. Chiều cao của nó là 1m rưỡi. Cái này ngang tàn chắc tầm khoảng 3m á. Ngang tàn khoảng 3m luôn hả? Dạ. Tại hai cái cành nó dang ra rộng á. À. Thì bầy này thì giá của nó là tầm khoảng 80 triệu tới 120 một cây. 80 đến 120 hả? Dạ. Tùy theo cây. Ừ. Nên anh chị em có cần như thế nào thì liên hệ rồi em gửi quay video từng cây chi tiết hơn cho anh chị em mình.
Ok, để mình đi dạo dạo qua khu bên này coi xem có tác phẩm nào chia sẻ với anh chị mình. Dạ. Khu bên đây thì cũng còn vài cây tùng lớn. Có một số cây tùng lớn thế này nè hả? Dạ. Cái này cũng dữ quá ha Tâm. Dạ, cái này cũng lớn nè. Cái này cũng đang chuẩn bị đơm đợt non. Rồi để em đo thông số cho anh chị em mình tham khảo luôn. Cái này mình tính cây số 10 đi, đo cây cho anh chị mình ấy. Để quay chia sẻ cho anh chị mình ngắm mặt rễ nè. Này hoành của nó 90. 90 hoành luôn hả? Dạ. Cao từ mặt chậu lên là 90 luôn, cao 90 luôn. Cái này ngang tài nó tầm khoảng 1m8, 1m7, 1m8. Dặn luôn làm quý vị nha. Dạ, cao có 90 à. Ừ. Ngang tài tầm 1m7 tới 1m8. Tại gần to phải không hả? Dạ. Nhưng mà cái này tiền nó nhiều không ạ? Dạ, cái này thì 300 triệu à. 300? Dạ. 300 triệu cho cái tùng là hạn cái này cái mã số 10 quý vị nha. Dạ. Cái dạng luân lực, mặt cắt này. Cây này xẻo liền mạnh. Liền cây lắm. Mùi quế. Mùi quế hả? Dạ. Quế lá xoắn muôn chùm. Quế con này khá lắm à. Cây này em đã bỏ kẽm hết rồi. Hết kẽm, với những cái mặt cắt mà bây giờ còn chút chút như thế này. Dạ. Cây này hoa suốt à. Hoa gửi đậu trái. Cái này cây mã số 10 đi, chia sẻ thêm cái nguyệt này đi. Dạ. Cái này như 11 rồi. À 11, cái 11. Đây, củ ngon trên này, còn chút chút thôi à. Cái này hoành của nó là 62. Hết. Hoành 62, cao 1m05. Cao 1m05. Dạ, và ngang tàn của nó là 1m50 nè. Ngang tàn 1m50 ha. Dạ. Giờ cây nguyệt này giao lưu với anh chị em mình là 90 triệu. 90 triệu ha. Dạ. Còn đây thân cây luôn rồi quý vị nhé. Dạ. Thế vậy là chơi này thôi chứ đâu phải làm gì đâu. Dạ đúng rồi. Cái mặt sau nó ok không? Ồ mặt sau đồ nó sao sạch lắm. Một quẹ nuôi bây giờ mặt cắt nó còn chút chút như thế này thôi. Dạ nó cũng bo hết rồi. Nhưng mặt cắt đấy nó cũng bo liền lắm quý vị nhé. 11, 90 triệu luôn quý vị ạ. Dạ. Nhưng mà cây đẹp nhá. Đây. Bên đây còn cây nguyệt quế cũng khá đẹp, với vài cây tùng giá cũng rẻ rẻ đây. Đó, như cây này, như tùng này thì giá cũng rẻ cho anh chị em đây. Đây cây nguyệt này cốt cành khủng, bệ đế. Cái này mà số 12 đi. Dạ. Bò. Cốt cành liền lạc luôn. Trời ơi, nhìn nhân đệ con nguyệt này hết hồn luôn đây. Cái này hoành của nó là 75. Ở thế này cái này liền cây lắm. Dạ, hoành 75 nó cao chắc tầm khoảng 1m2 á. Cao lên khoảng 1m2. Dạ, và ngang tàn của cây này là tầm 2m5. Ngang tàn đến 2m5 ha. Dạ. Đây, quý vị mới nhìn mặt đệ này. Nó nằm chậu là lọt lòng 95. Chậu lọt tròn lòng 95 luôn. Dạ. Này, mặt đệ quý vị này. Cành bay bay giót ra đây luôn. Bay mà nó còn lườn nữa chứ. Dạ. Phải ra tút ngoài này này. Cái này phải bá mà ép bay luôn á. Dạ. Cái này về anh em mình dỗ thêm nước dâm nữa cái là ok. Tiền cái này thì sao hả Tâm? Dạ cái này giá là 250 triệu anh. 250 triệu. Dạ. Hết xèo luôn quý vị nhá. Được cái vàng đế khủng. Ừ. Mà số 12 của anh chị mình nhớ nhá. Dạ. Nhưng mà con nó dữ ạ. À, sẵn thì giới thiệu tới anh em mình cây tùng này luôn. Mã số 13 đi. Tùng này hả? Dạ. Tùng này là ngày nào dạy em đúng không? Dạ. Cây này thì giá chỉ có 25 triệu. 25 triệu cho dạ. Cái tùng này. Do cái mặt sau nó bị lụa. Mặt sau nó bị lụa hả? Dạ. Mà bên em cũng đã sức keo đồ hết rồi. Tôi quay chia sẻ kỳ cho quý anh chị mình luôn. Cái này hoành của nó là 52 nè. Đây, nó lụa phần này. À, nó bị lụa phần ở sau này nên nó dạ. Nó em cho quý anh chị chơi ha, lên từ đấy thôi ha. Dạ. Mà bên em xử lý keo đồ hết rồi. Mà có được cả nó da cấy lắm à. Dạ, hoành 52, cao 1m15. Và ngang tàn của nó là 1m5 luôn. Ngang tàn là 1m15. À, cao 1m15. Ngang tàn 1m5. Ngang tàn 1m5. Dạ. Tay cần to hả? Dạ, đúng rồi. Cây này cốt to nhưng mà nó bị lỗi cái phần lũa đó. Ừ. Cái này về anh em nào có đá cảnh đẹp đẹp anh em mình áp vô là ok liền. Giá tiền của em nó là 25 triệu ha. Dạ, 25 triệu. Ok. Rồi, sẵn đây mới cắt tỉa
cây tùng lớn giới thiệu tới anh em luôn. Còn này nhìn khủng quá ta. Dạ, cây này hoành ngang đây là 1m15. 1m15 thôi anh? Dạ. Cao là 1m7. Và ngang tàn là 2m2. Còn đây là 1m15 hả? Dạ đúng rồi. Là cách mặt đất lên tầm khoảng 3 tấc á, là hoành 1m15. Ghê hả? Mặt số 14 quý vị nhé. Để dạ, nó quay một vòng ở mặt bên này cho anh chị mình ngắm tổng thể về cây. Sau này cũng ok luôn. Dạ. Nó có ngay cọng rễ này nó có bị mất miếng da tí xíu à, nhưng mà không ảnh hưởng. Đây này, cái này thì nó liền. Dạ đúng rồi. Còn ngoài ra là nó sạch sẽ hết. Ok ha. Thì cây này cái cành nó cũng có ngàm 1-2 dấu. Ừ. Nhưng mà nó liền hết rồi. Tỏ lắm quý vị nha. Dạ. 1m15 lần cơ mà. Dạ, hoành ngang đây 1m15. Hừ. Cao lên 1m7, ngang tàn 2m2. Cái chậu này là 1m6 lọt lòng. Lọt lòng cái chậu này không là 1m6 rồi. Dạ, cái chậu 1m6 á. Trời. Hàng này phải hàng cẩu, hàng ngàn ký luôn quý vị ơi. Cây cẩu. Thì cái này giá của nó là 250 triệu luôn. 250 triệu hả? Dạ. Tùy vào cái xấu cái đẹp chứ đâu phải cái lợn tiền là nhiều tiền đâu. Dạ đúng rồi. Dạ. Đã đời chưa? 250 triệu ha. Dạ. Ok, mình kiểm chia sẻ thêm cái nữa đi ta. Dạ. Thì để lại cái cây tùng bên đây luôn. Còn hai cây này thì em mới vào chậu hai cây bay. Thì để đợt sau đi rồi anh em mình quay chi tiết ha. Để mới vào chậu mới chỉnh sửa lại à. Cây bay nhưng mà mới đang chỉnh sửa ha. Dạ. Để cho nó đỡ đỡ, nhìn cho nó ra form rồi quay chi tiết cho anh chị ha. Còn sau này hả em? Dạ, đây. Cây này. Bên em cũng mới vừa cắt tỉa xong. Tùng lá hạn luôn. Dạ, tùng lá hán. Tại cây to phải. Cây to. Em này tiền nó em không em? Dạ, cái này thì giá nó 80 triệu anh. 80 triệu ha? Dạ. Hoành của nó là 82. Hoành 82? Dạ. Chiều cao của nó là tầm khoảng 1m4 á. Cao lên khoảng 1m4? Dạ. Và ngang tàn của nó là tầm 2m. Ngang tàn khoảng 2m? Dạ. Mặt đế này. Cây này khá cây, cốt cành to. Để sao để chữ ok hết ha. Dạ. Cốt cành to. Đây những cái cột trên mình to mà nó không bị vế bổ chỗ nào đó nha. Dạ. Mặt cắt này còn chút chút này. Em cũng mới về được mấy cái vú sữa cốt to to nè. Thì đợt sau nó hoàn thiện hơn rồi giao lưu với anh chị em mình luôn. Trời ơi, mấy cái vú sữa cũng khủng chưa. Quay nhà nhà cho anh chị mình thấy. Dạ. Cột một này hết hồn luôn rồi đấy, ghê lắm. Để kinh khủng mà nhìn. Dạ. Cột một quý vị này. Đế vô cái chậu này muốn hơi chật luôn á. Trời ơi, cột một này. Cái vàng cốt. Hết biết luôn hả? Vú sữa lò gàng. Đây. Mặt hèo đến nay còn nhiều không? Dạ, còn có tí xíu à, bo hết luôn rồi. Còn cổ ngon nuôi như thế này rồi mà. Dạ, còn nhỏ. Cổ ngon mà to như bắp đùi này thế cái mà. Cái này lúc trước nó nằm ở dưới bồn, nó trái dữ lắm trái. À. Dạ. Đã. Giờ lên đây thì tầm khoảng vài tháng nữa chỉnh sửa lại chi tiết rồi giao lưu với anh em mình sao. Ừ. Nó cũng được mấy cây lùng lực cốt to không à. 4 cây như thế này luôn hả? Dạ, nhỏ hơn, mấy cái này nhỏ hơn xíu. Nhưng mà cốt thì cũng nuôi y vậy. Toàn mấy cây dừ không ha. Dạ, đây. Nhìn cốt. Bây giờ cái cốt này quá trời bự luôn quý vị ơi. Bể đế thì cây nào cũng đẹp. Ghê ha. Dạ. Đây, cây hàng chiến lược luôn đấy. Dạ. Quá trời, quá đẹp ha quý vị. Cột bền bền ha. Dạ, hàng núi cốt không. Ok, mình chia sẻ tại đây thôi. Dạ. Thì Long cũng rất cảm ơn quý anh chị mình nhé. Hôm nay mình ngắm nhìn tổng thể của vườn của em Tâm. Có rất nhiều tác phẩm đẹp và giá trị. Quý anh chị mình trong quá trình xem video thể tác phẩm nào mình vừa ý thì anh chị mình vui lòng liên hệ với nhà vườn để giao lưu nhé quý vị. Dạ. Bây giờ thì Long xin phép kết thúc clip ạ. Dạ, thì em cũng quay sơ lược thôi. Anh em có thấy cây nào mà thích đó mà em không có quay chi tiết, anh chị em cứ chụp hình lại gửi qua Zalo giúp em ha. Rồi em sẽ quay chi tiết em gửi cho anh chị em mình sau. Rồi em xin cảm ơn chị em mình đã theo dõi hết video. Và em xin chào, hẹn gặp lại chị em mình vào video kế tiếp luôn ạ. Ok em ha.